Hẹn tóc con tao mọc nè, thấy không? Dạ. Thấy không? Thấy tóc con tao mọc không? Thấy chị. Ừ, xài cái chai đó đi không? Cái là ủ vô dừa. Mày nữa, mày ủ vô dừa cho tao đi. Tóc bao đẹp luôn. Tóc em dậy em chết rồi. Ủ cho bóng thì điên hả? Ủ cho mượt tóc á. Dầu dừa háng dẹt rồi chị. Không, tao mua dầu dừa tao không cần háng. Rồi ok. Thì đầu tiên mình sẽ sử dụng màu vàng nhá. Màu vàng nhạt thôi. Tô cho cái tầng đầu tiên của cái bánh này thì mình sẽ tô theo mẫu luôn. Mẫu tô sao mình tô y gan vậy nha. Quay clip này nữa, up lên trước 2 clip xong rồi quay tiếp. Rồi các bạn sẽ tô đều cho mình nha. Rồi, tiếp tục thì mình sẽ tô tiếp nè, bỏ tầng này tới tầng này, màu vàng nhé. Mình sẽ tô y chang luôn, cứ như là mình sẽ đếm tầng màu nào, tầng màu nào thì tô màu đó nha. Cho nó đẹp á. Rồi các bạn sẽ tô từ từ thôi, cho nó đều. Chờ đó mang vàng có quán mới mở kìa chị. Nhóc hết trơn mày ơi, đẹp lắm. Cần xét đàn hơn chị. Từ từ nó sẽ làm giống như Long Xuyên. Với Long Xuyên có nhiều tiệm cà phê chụp hình siêu đẹp. Chị biết An Giang cái chỗ mới mở sang lắm đó chị. Siêu đẹp. Trên cái bãi cũ lúc chị chụp vậy đây. Chút nữa hẹn lên cho chị coi. Siêu xinh. Mẹ em gửi em đi mà em chưa đi. Ở đâu? Cái gì để em kiếm An Giang chỗ chụp hình nữa. Đang hot. Với lại đi Long Xuyên người ta chỉ phát đi coffee thôi. Vô ăn cơm coffee là thôi. Chị ơi, tao uống nước xoài đào á. Binsu Te Chi Chi Tô Mang Giang. Ủa? Quán đang hot. Thấy bữa rồi. Ừ, đang hot đó chị. Thấy bữa mà rồi. Mà thấy cái đẹp không đẹp bằng cái quán mới coi. Cái quán mới coi nhìn thơ hơn. Rồi tiếp theo nó là tầng trên cùng nhé. Nói chung là mình thấy cái bánh này chủ yếu là màu vàng là sẽ là cái màu chủ đạo á. Chó đủ cái gì xàm thiệt. Rồi tiếp theo mình sẽ sử dụng tiếp tục màu hồng nhé. Tôi coi cho mẹ mày nói gì hết. Dạ à, coi hài mà. Ủa tôi bán phim lấy cái cô mẹ mẹ mà trong đầu Hiển chỉ làm những thứ đó thôi. Anh Khánh nói với em bị như rõ ràng clip mà kia té xuống rồi. Nhưng mà rõ ràng do anh Khánh đầu độc mày. Ghi coi là mày đã bị nhiễm những cái chất hormone đó, những chất gây hại. Rồi tiếp theo sẽ là màu hồng nhé. Thì màu hồng ở đây sẽ có 3 tầng. Xong rồi sẽ tới màu đỏ một tầng. Đó, thì nói chung là mình nhìn thì cũng dễ, mọi người cũng dễ tô nhé. Cũng dễ, kiểu cũng dễ phân biệt rồi chứ nó không có khó lắm. He he, quay xong clip rồi mình sẽ đi sức kem. Thoa kem. Là sẽ tới tầng màu đỏ nhé, là tầng ở giữa đó. Giờ tôi ra yeah.
He he. Tháng 6 này có 2 ngày 1 đêm với chồng. Vui quá à. Chắc 2 ngày 1 đêm tới nay chắc quay cũng được mấy tập rồi đấy. Và tới tháng 6 thì nó mới phát sóng. Vậy tới bữa ấy không ấy thì như em nói thiện, gần tới bữa giờ em chị điện xe chị hỏi coi có xe á thì sáng đi về bển đi rồi dạ. Em tổng kết xong rồi bữa sau hay gì đó hai ngày sau em qua đây dạ. Lại vậy đi cho nó khỏe khỏi. Em khỏi phải chạy tới dạ. Vậy lui ừ vậy đi mình cấp đẹp rồi quá. Có muốn soạn đồ thêm thì soạn, còn không thì qua đây mặc đồ của chị cũng được. Soạn qua hết rồi có nhiều gia tài soạn hết hả dạ. Để đủ gì giữ em nhắn rồi chưa ghét. Rồi tối xuống dưới chơi gì nói chuyện vậy hả? Nói dạ. Chuyện ba láp ba xàm vậy hả? Dạ chị. Rồi xuống dưới rồi tối nói chuyện ba láp ba xàm nhau vậy hả? Dạ. Rồi mắt cướp của em, mắt cướp em đâu mắt đây là biến mắt chứ. Rồi bây giờ mới ngủ 2 giờ mấy, 3 giờ ngủ tới 8 giờ rồi. Rồi sáng bây giờ bạn em đi, ngủ gì đi. Ủa gì bảy thứ bảy mới đi chị ơi, nó dạ. Thì lại một toán. Ủa? Xui gì? Học ngu gì? Không phải chị, nó giữa kỳ nó thi xong rồi cái nó ra. Nó ra khỏi lớp cái nó lạp gì đó, cái bị em thầy bắt lại đánh dấu bài luôn. Ôi, cái bị trừ nửa số điểm còn 1.8 điểm. Xui vậy. Cái kỳ 2 cuối kỳ 2 này nó thi á, ngồi cái kiều duyên chỉ được 5 chấm mấy luôn mà vẫn kéo không được. Chứ 0.1 thôi á, tức công chỉ xin cô không cho. Tại trong lớp nó ngủ nó bỏ tiết toán không à. Ừ. Rồi bây giờ là bắt thi cho thi lại cho biết cô cảnh. Cô nói hả? Giờ em thi lại đi, giờ em cố gắng thi lại đi, không lẽ giữa kỳ em thi được 5 chấm mấy mà cuối kỳ em không thi được 3.5. Vậy là giờ phải bắt vô mình nên nó ngồi thi hả? Nó thi chung với ta nữa chị. À, nhớ chung là cũng có nhiều người hả? Cũng đỡ đi chứ mình nên ngu thi lại không chị ơi. Thì đúng rồi, thì cái tặng nó thì chắc ăn rồi là. Nhưng mà cũng gì nó ha, nó học cũng chắc cũng hiểu vài cái. Vậy là ngày mai thi lại hả? Ngày mai mốt thi lại hả? Ừ. Giờ xong rồi nó mới đi hả? Thứ bảy thi lại. Xong rồi mới đi. Thứ sáu thi, thứ bảy thi vậy chị ơi. Xong rồi mới đi hả? Dạ. À, ảo thiệt ha. Tụi nó mới nhắn em cái gì hay là em biết hồi tối? Dạ. Nó mới nhắn em đây hay là em biết tối rồi chị? À. Rồi tiếp theo mình sẽ tô màu. Em nói em đi sao nó cuối cùng hôm qua em nói bữa nay em đi rồi, cái nói em đi sớm. Bởi vì nó khoe với nó đi hiện. Em uống đi chơi rồi. Nữa tao đi chị Tông. Cái gì mày ngồi ngoài mày đợi tao? Đâu chị? Đi chị Long. Chị Long. Bữa đó để cho ăn cử cơm thôi, để chiều chiều tới đó đi ăn cua ăn chó ngon. Em chỉ nói là chứ ăn uống đập họng nữa đi. Chủ yếu là đừng uống nước thôi. Chứ uống nước là no. Tao chỉ no nước chứ tao không có no ăn. Tao no nước, tao bị no nước á. Ok, video này kết thúc nha, bye bye.